Thưa quý vị, Hà Nội, nơi được mệnh danh là thành phố di sản, đang hiện diện gần 1,8 nghìn di sản văn hóa phi vật thể ở nhiều loại hình, từ tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng đến nghệ thuật trình diễn dân gian. Góp phần duy trì sức sống của các di sản, có công sức sáng tạo, gìn giữ, trao truyền của hàng nghìn nghệ nhân trên địa bàn. Sau gần một năm nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân đi vào cuộc sống, hơn 100 nghệ nhân đã nhận được sự hỗ trợ đầy thiết thực. Bên cạnh đó, thành phố cũng bố trí kinh phí cho các nghệ nhân thực hiện truyền dạy cho thế hệ trẻ. Hoạt động này có ý nghĩa vô cùng to lớn, kịp thời động viên và khích lệ các nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, trao quyền, quảng bá, phát huy giá trị các di sản. Mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Đã có một thời, vào những đêm trăng thanh gió mát, đình làng Ngãi Cầu ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội luôn rộn rã tiếng trống trầu. Những câu hát tuồng và nườm nượp bà con đến chờ đợi những buổi biểu diễn. Nhưng đó chỉ còn là hoài niệm. Đã qua rồi, cái thời vàng son của tuồng An Khánh danh bất hư truyền. Cuộc sống thay đổi, kéo theo đó là những đổi thay mà bản thân những nghệ nhân tâm huyết, cố níu vẫn yếu ớt, cần có sự chung tay của cộng đồng, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản. Từ mùng 8 tháng Giêng cho tới hết tháng 3 âm lịch ấy, là phải hát tuồng. Gia đình cụ nào mà lên lão 50 tuổi cũng phải có hát tuồng. Hát một hoặc hai đêm hát hai tuồng. Cho nên chúng tôi thành lập cái đội tuồng, mà cái đội tuồng của chúng tôi là đến bây giờ thì là phải chăng là chỉ còn có mình tôi, còn các vị là xuôi hết cả rồi, không còn ai nữa. Bây giờ mình phải nói là không có nhà bảo trợ. Thì từ chính quyền địa phương, rồi đến phòng văn hóa xã, rồi đến phòng văn hóa huyện, lưu ý quan tâm. Bởi vì tôi vẫn nói rằng đây là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Giống như tuồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống khác của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cũng có những giai đoạn đứng trước nguy cơ khủng hoảng, mai một, thậm chí là thất truyền. Thống kê từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay, hiện trên địa bàn Hà Nội có khoảng hơn 1.790 di sản văn hóa phi vật thể với đa dạng loại hình, từ nghề thủ công truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng đến nghệ thuật trình diễn dân gian. Di sản phi vật thể mai một giữa đời sống hiện đại là điều hiển hiện trước mắt, và những nghệ nhân dân gian chính là kho tàng sống duy nhất có khả năng lưu giữ, bảo tồn và làm sống lại các di sản phi vật thể. Với bối cảnh đó, những năm qua, thành phố Hà Nội đã có các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, gìn giữ, trao truyền, trong đó nghị quyết số 23 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 8 tháng 12 về quy định chế độ đãi ngộ hỗ trợ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân và câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội, được coi là bước đột phá trong chính sách đãi ngộ đối với các nghệ nhân. Hà Nội có một cái chính sách rất là đặc biệt. Về việc là có thêm một cái khoản gọi là của Hà Nội trao tặng cho các nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân sau khi mà được nhà nước phong tặng cái danh hiệu của cấp nhà nước. Là đây là một cái chủ trương, một cái chính sách rất là ý nghĩa. Cái đầu tiên ấy, nó làm cho các cái chủ thể cảm thấy là như vậy là mình rất là quan trọng, mình rất là được quan tâm. Và vì thế mình lại càng cảm thấy là mình không thể để cho di sản này bị mai một. Cái thứ hai nữa là xã hội thì cũng nhận thấy là như vậy là các cái di sản của chúng ta rất là quan trọng đấy chứ, rất giá trị đấy chứ. Là những nghệ nhân ưu tú được nhận kinh phí đãi ngộ từ thành phố dành cho những cống hiến không mệt mỏi của mình trong việc gìn giữ, trao truyền nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Nghệ nhân ưu tú Trần Hữu Cảnh không giấu nổi niềm tự hào, hãnh diện trước sự quan tâm của thành phố. Bởi đó chính là những ghi nhận mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần, giúp các nghệ nhân thêm động lực, tiếp tục hoạt động lưu giữ, trao truyền di sản phi vật thể của thủ đô. Rất là cảm ơn với Đảng, Nhà nước, nhất là với thành phố Hà Nội, đã ưu tiên và động viên chúng tôi. Thì đấy là một cái mà chúng tôi không những chúng tôi
vinh dự rồi, nhưng mà chúng ta cảm thấy là cái trách nhiệm thật nặng nề. Cho nên tôi có tâm nguyện là phải cùng nhau đàn hát dân ca để giữ gìn bản sắc ông cha lưu truyền, chứ không phải gì bất cứ một cái gì. Tôi cũng rất là mong muốn cái điều là để giữ lại, giữ được, bảo tồn được cái di sản hát chầu văn. Cho nên tôi cũng mài giũa và cũng học hỏi từ các vị tiền bối từ trước, không nghĩ đến những cái kết quả sau, cố gắng để mình có cái thành tích gì, mà mình chỉ cố gắng để mình sẽ truyền lại, không muốn mất đi và để mai một những cái văn hóa quý giá này. Với những người yêu thích âm nhạc dân tộc, không ai không biết đến nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Huệ, một trong những ca nương hàng đầu Việt Nam, hiện đang là giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ chục năm trước đây, ca nương Phạm Thị Huệ đã tha thiết mong muốn có được những trợ cấp ưu đãi dành cho các nghệ nhân, bởi cá nhân chị đã có công việc và thu nhập khá ổn định. Nhưng khi nhìn thấy những nghệ nhân quanh mình, họ đều đã 70, 80 tuổi, có quá trình cống hiến rất lâu. Nếu có sự quan tâm, họ sẽ được động viên để truyền nghề cho các thế hệ sau. Rất là vui, bởi vì thực sự là đối với bản thân mình vẫn đi làm công việc nhà nước thì mình có lương. Nhưng mà đối với những nghệ nhân mà họ chỉ có trông chờ vào nghề thì nếu mà danh hiệu mà chỉ là một cái tấm bằng không thì sẽ họ cũng sẽ cảm thấy rất là tủi thân. Đấy, và thậm chí là có những nghệ nhân như là tôi biết là họ cũng không cần phải nhận bằng ấy, tại vì đối với họ thì cái việc có hay không nó cũng không còn quan trọng. Thì cái việc mà gắn với một cái giá trị cụ thể nào đó thì nó sẽ động viên cái khích lệ cái tinh thần của các vị nghệ nhân. Nghệ nhân nhân dân Ngô Văn Đảm là một trong những người thành lập câu lạc bộ ca nhạc truyền thống UNESCO Hà Nội và hiện là trưởng ban nghiên cứu thuộc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Ở tuổi 96, ông vẫn vô cùng tâm huyết với tiếng đàn, giọng ca. Năm 2019, ông Đảm được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực ca trù. Năm 2022, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Những ghi nhận và hỗ trợ của Hà Nội là niềm động lực lớn để nghệ nhân Ngô Văn Đảm cùng các học trò của mình nỗ lực và kiên trì trên con đường lưu giữ văn hóa. Hà Nội ưu ái chúng tôi rất là tốt, đây cũng là một điều vui mừng. Thế còn chúng tôi thì riêng tôi thì tôi có lương hưu, cho nên là tôi ăn lương hưu là chính, chứ còn cái kia là tay trái. Thế nhưng mà được thì quá là vinh dự, như thế là cũng được mấy đợt là đều hàng chục triệu trở lên cả. Thế còn tôi được biết là có một số các nghệ nhân ấy thì không có lương hưu, và vừa rồi thì có cái phụ cấp của nhà nước và được cái phụ cấp của Hà Nội, thì Hà Nội làm rất chu đáo. Những nỗ lực của thành phố Hà Nội không chỉ là sự ghi nhận mà còn giúp các nghệ nhân có thêm động lực trên con đường mình đã bền bỉ bao năm qua. Tuy nhiên, nghệ nhân Ngô Văn Đảm cũng tha thiết, mong mỏi có những hỗ trợ mang tính lâu dài về việc truyền dạy, vì chỉ có truyền dạy mới là cách làm quan trọng và cấp thiết nhằm lưu giữ di sản một cách bền vững. Cái lo nhất và cái chú trọng nhất là đào tạo lớp trẻ. Đào tạo lớp trẻ bây giờ nó có nhiều cái thứ đào tạo. Thế và trong học nhà trường ấy, thì đưa các em ra mà đào tạo là rất khó. Cho nên cái việc đào tạo lớp trẻ là cái quan trọng, rất quan trọng. Có những cái giai đoạn vô cùng là khó khăn. Nếu như mà lúc đó mà kịp thời có cái sự hỗ trợ thôi. Hỗ trợ thậm chí là không phải là bằng vật chất, mà chỉ là bằng là sự hiểu, sự thấu hiểu. Bởi vì chúng tôi cũng đã lăn lộn ở trên phố cổ. Thực ra tôi vẫn luôn luôn ấp ủ một cái điểm hẹn văn hóa, để làm sao mà người mà đến Hà Nội có thể có một cái nơi thưởng lãm về văn hóa, không chỉ ca trù, cả những cái loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống khác. Cùng với chính sách đãi ngộ, tôn vinh, Hà Nội cũng cần có thêm nhiều hơn nữa những kế hoạch, hành động nhằm sát cánh cùng nghệ nhân trong sự nghiệp bảo tồn di sản. Thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ nhân có môi trường thực hành và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho đối tượng này được quy định trong Luật Di sản văn hóa, Luật Thi đua khen thưởng và các luật liên quan, quan tâm đến các hoạt động vinh danh, nêu gương trong các hoạt động cộng đồng để động viên, khuyến khích, khơi dậy niềm tự hào khi các nghệ nhân tham gia cống hiến trong xã hội.
Thưa quý vị, thực hiện công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cũng như các địa phương khác trên cả nước, thành phố Hà Nội luôn dành các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng tới đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo so với đầu năm. Và để đạt được mục tiêu này, thành phố luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả cũng đã được các địa phương chủ động triển khai thực hiện. Xác định chương trình giảm nghèo bền vững là một chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huyện Đông Anh đã chủ động xây dựng đề án, kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững, không ngừng cải thiện nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và các đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Nhờ đó, những năm gần đây, Đông Anh luôn là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển kinh tế bền vững, toàn diện, bám sát chủ trương định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đó là xây dựng Đông Anh trở thành đô thị trung tâm, một quận của thủ đô, thành phố thông minh bên bờ bắc sông Hồng, trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía bắc thủ đô. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp để việc giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, các cấp các ngành cùng vào cuộc, trong đó là từ cái chủ trương của huyện ủy thế và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thì triển khai đồng bộ đến các xã, thị trấn, rồi các ban ngành đoàn thể đều có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ đấy, để có những cái giải pháp hết sức thiết thực để quan tâm chăm lo đến từng đối tượng. Kể từ khi được nhận và dọn vào căn nhà mới xây dựng này, gia đình chị Bùi Hồng Huệ ở thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội luôn ở trong tâm trạng phấn khởi và tràn ngập niềm hạnh phúc. Gia đình chị Huệ là một trong những gia đình thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Được sự hỗ trợ của địa phương, giờ đây gia đình chị đã có một căn nhà mới. Chị cũng có thêm một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để có thể có thêm thu nhập. Trước thì đúng là ở một cái căn nhà cấp 4 rất là khó khăn. Mỗi mùa mưa, bão là nó dột, rất là vất vả. Nhờ sự giúp đỡ từ lãnh đạo của địa phương, như là bên thôn xóm, của xã, quan tâm đến gia đình, cũng nhận được cái nguồn vốn của bên hộ cận nghèo, thì đã giúp đỡ cho gia đình để mở cái cửa hàng ra bán và thêm cái thu nhập. Tôi cùng với gia đình rất là vui. Cũng như gia đình chị Huệ, nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Mai Lâm nói riêng và huyện Đông Anh nói chung đã có một cuộc sống mới khang trang hơn, đầy đủ hơn nhờ được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, chương trình khác nhau. Nhân dân có lo ấm đầy đủ thì mọi cái phong trào hoạt động, cái kết quả của địa phương mới có thể được khẳng định được ghi nhận. Đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 là thôn Lộc Hà không còn hộ nghèo. Thế và hộ cận nghèo lúc đó đầu năm 2020 còn 7 hộ. Thì cứ mục tiêu phấn đấu mỗi năm chúng tôi sẽ phấn đấu giảm từ 2 đến 3 hộ. Kế hoạch giảm nghèo của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 đạt mục tiêu giảm từ 25-30% số hộ nghèo hàng năm. Phấn đấu đến cuối năm 2025, trên địa bàn không còn hộ nghèo, hỗ trợ xây nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo, đảm bảo chế độ chính sách cho hộ nghèo theo quy định và cao hơn mức chung của cả nước. Để thực hiện mục tiêu, tạo động lực cho người nghèo vươn lên, Hà Nội đã nỗ lực triển khai linh hoạt nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Và những cách làm hay, sáng tạo ở các cấp cơ sở là yếu tố quan trọng và cấp thiết để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.